Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 10 phút review. Trong tập trước, Thạch Hạo sau khi trải qua bao nhiêu gian khổ thì cuối cùng cũng đã đăng lâm lên cảnh giới Chí Tôn. Chỉ có điều, đạo của hắn vẫn chưa viên mãn, vẫn chưa được thiên địa chúc phúc. Trong tập này, chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Thời khắc này, Thạch Hạo tỏa ra y thuế Chí Tôn, làm cho Hoàng Kim Sư Tử sợ hãi. Tên này thật sự đã trở thành Chí Tôn, trong chớp mắt đã khiến cho một số tu sĩ cảnh giới đột nhất như nó phải run đầy bẫy, thần phục trên mặt đất, quá là khủng khiếp. Thạch Hạo thu hồi lại uy thế, hết thảy tinh khí thần nội liễm thì Hoàng Kim Sư Tử mới có thể khôi phục lại bình thường. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, hắn phải nên cẩn thận mới được. Những sóng pháp lực cần phải chắc chắn không được tiết ra ngoài, toàn bộ khí tức đều phải nội liễm trong cơ thể, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn ngay. Sơ sót một cái khí thế của hắn tuôn ra ngoài thì có thể khiến cho những sinh linh khác diệt vong. Sau khi Hoàng Kim Sư Tử khôi phục lại bình thường thì nó cẩn thận hỏi: "Mười mấy ngày vừa rồi, người đã làm những gì thế hả?" "Thành đạo, chống lại sự tra hỏi của thiên địa." Thạch Hạo đáp. "Cái gì?" Hoàng Kim Sư Tử hoàn toàn không cách nào bình tĩnh được nữa, dáng vẻ chấn kinh cùng với kỳ lạ. "Sao có thể có chuyện này chứ? Không phải chỉ cần một hai ngày là đủ hay sao? Cần phải đối kháng với sự tra hỏi của thiên địa tới tận mười mấy ngày luôn à? Thành hoặc bại, một hai ngày hẳn phải có kết quả mới đúng chứ? Tình hình hiện tại của ngươi như thế nào rồi?" Hoàng Kim Sư Tử hoài nghi. Thạch Hạo nhìn một chút rồi không có ẩn giấu gì, bởi vì hắn biết con sư tử này tới từ dị vật nên gặp nhiều biết nhiều, cao thủ dị vật như mây nên nó chắc chắn biết được các loại bí ẩn trong quá trình thành đạo của Chí Tôn. Sau khi Hoàng Kim Sư Tử nghe xong thì chỉ biết trợn tròn xoay cặp mắt. "Không được thiên địa chúc phúc, chưa từng nhận được sự gột rửa, tình khí là do chính ngươi tự bổ sung lấy." Chuyện này Hoàng Kim Sư Tử dù gì thế nào cũng luôn cảm thấy kỳ quái, cuối cùng nhịn không được nói: "Ngươi như vậy mà cũng tính là thành đạo à? Thật ra ngươi cố gắng sống chết chịu đựng, ngay cả đại đạo cũng chẳng thèm dày vào ngươi, nó ghét bỏ ngươi, cảm thấy ngươi quá là phiền." Nó vừa nói vừa móc và cũng vừa khiếp sợ, chuyện này khó mà tin được. Trạng thái của Hoang hiện tại là gì? Không phải thành công viên mãn mà như một tên tiểu cường bất tử gắng gượng chịu đựng qua, xem như đã thành đạo rồi ư? Nó đánh giá không được. Nghe nói đến như thế thì Thành Hạo cũng không nói gì nữa. Nghĩ kỹ lại, hắn cảm thấy quả thật mình đã cố gắng chịu đựng được, không thắng không bại, không biết có nên tính là đã thành công hay không. Đại đạo sẽ chúc phúc Chí Tôn, chuyện này rất là quan trọng, ngươi lại không đạt được những thứ này, vậy có tính là đã thành Chí Tôn hay không đây? Hoàng Kim Sư Tử nghi hoặc nói. Thành Hạo cũng đang suy nghĩ, sự chiến đấu rõ ràng đã tăng vọt tới một hoàn cảnh vô cùng khủng khiếp. Hắn tin chắc, nếu như gặp lại Kim Thái Quân, lão tổ của phong tộc thì chắc chắn không cần phải chạy trốn nữa. Nếu như hắn đã trở nên rất mạnh mẽ thì có thể sẽ giống như là đại trưởng lão, sẽ có Kim Thái Quân mười mấy cái bạc tai. Thạch Thôn đã ở trong tầm mắt, với Thạch Hạo thì chân trời cũng chỉ trong gang tấc mà thôi. Dưới chân hắn xuất hiện một đại lộ kim quang vượt ngàn hoàng vật và nối liền với trước thôn. Hắn từ mấy vạn dặm bên ngoài cứ thế hạ xuống trước cửa thôn. Người trong thôn hô hào ăn mừng, nhìn thấy được Thạch Hạo sống sót trở về, thấy hắn bình an không việc gì, đây là một tin vui lớn nhất rồi. "Con trai, còn thế nào rồi?" Tần Di Ninh cùng với Thạch Tử Lan từng lo lắng chuyển sang mừng rỡ. Tần Di Ninh lau đi nước mắt nơi khóe miệng, trên gương mặt nở nụ cười tươi rói. Vân Hy cũng đi tới, dáng ngọc yêu kiều, nhẹ nhàng như hoa lan, áo tím phấp phới tựa như là quảng hàng tiên tử giáng trần, mỹ lệ xuất trần. Lúc này trong mắt của nàng lộ ra nét mừng rỡ, là sự hài lòng xuất phát từ nội tâm. "Thúc thúc trở về rồi, quá tốt mà, nhất định đã thành đạo, vô địch thiên hạ." Một đám thiếu niên nhanh chóng lao tới. "Cháu trai, trở về là tốt rồi, bình an là tốt rồi." Lão thập trưởng Thạch Vân Phong hoàn toàn yên lòng. Những ngày vừa qua, lão vô cùng lo lắng sợ hãi cho Thạch Hạo sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào đó. Trong đôi mắt già của lão luôn mang theo nước mắt. Thời khắc này Thạch Hạo hiểu rõ, dù như thế nào hắn cũng không thể chết, toàn bộ Thạch Thôn đều xem hắn như là trụ cột. Nếu hắn ngã xuống thì hậu quả là khó liệu. "Sư phụ bị ổi, sư phụ mạng lớn thật đó chứ, như vậy mà cũng chịu nổi luôn à?" Xích Long lên tiếng, kết quả vừa mới nói xong liền bị Thạch Hạo một cước đá bay chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Đương nhiên hắn cũng rất là cẩn thận, thu lại toàn bộ khí tức cũng như gợn sóng, nếu không khả năng Xích Long sẽ thành cho tàn, dù cho là chân long cũng thoát không được. "Ha ha, quá tốt, ngươi đã thành công rồi à?" Chu Yếm nhảy dựng lên. "Ha ha, không nghĩ tới huynh đệ ta lại trở thành Chí Tôn, từ đây kẻ nào dám hò hét với ta nữa chứ, ta cũng nên chăm chỉ tu luyện Đại Vương Bá Thần Quyền rồi." Tam Hắc giáo giác ngó tới ngó lui với bộ dạng đầy hèn mọn. "Cút, cút sang một bên, lo đi luyện Vương Bá Quyền của ngươi đi, chớ có làm loạn nhận thân thích." Đại Hồng Điểu vung cánh quét nó ra xa. Thạch Thôn náo nhiệt, mãi tới tận mấy ngày sau thì trong thôn mới yên tĩnh lại đôi chút. Thiên địa này đã xuất hiện biến hóa, tinh khí tự hồ mỏng manh hơn nữa, đang từ từ giảm bớt. Chủ Yếm tìm tới Thạch Hạo rồi nói như thế. Trên thực tế, mấy người lão tộc trưởng Thạch Tử Lăng, Vân Hy cũng đều cảm nhận được. Bọn họ đều nhìn về phía Thạch Hạo để xem hắn có ý kiến gì không. Thạch Hạo càng nhạy cảm hơn, sau khi trở về thì hắn đã nhận ra rồi. Trong mấy ngày này, hắn cũng đi khắp nơi ở tám vực, thế quả đều như vậy. Hắn cũng đã tiến vào hư thần giới để hỏi Điểu Gia cùng với Tinh Bích Đại Gia. Hai người này rất là nghiêm túc nói rằng, thế đạo đã thay đổi, trong thiên địa sẽ xảy ra chuyện đầy khủng khiếp. Thiên địa có biến, ta đoán từng đã xảy ra vấn đề ở thượng giới rồi, để ta lên đó xem thử như thế nào. Thành Hạo quyết định lên đường. Trước khi rời đi, hắn nhìn về phía Vân Hy truyền âm nói: "Đạo lữ thời loạn lạc, ở cùng nhau thì ít mà cách xa thì nhiều, ta đi cử thi một chuyến đã." Hiện tại hắn cảm thấy hổ thẹn với Vân Hy, vì tu luyện, vì trong thời gian ngắn để trở thành Chí Tôn, nên hắn đã đáp ứng ba mẹ thành đạo lữ với Vân Hy.
Nhưng ngay trong đêm động phòng, hắn lại ngộ đạo, lại bế quan. Muội chờ huynh, Vân Hy chỉ nói ba chữ này. Thành Hạo rời đi, trên đường đi qua thiên vật thì đã khiến cho chủ cấm khu kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới hắn thực sự đạt tới mức độ này rồi. Rất là quái lạ, còn chưa hoàn thành thành công, tầm muốn ngươi phải hoàn thiện cho bằng được. Thành Hạo gật đầu, hắn theo đuổi là cực đạo, nhất định phải hoàn mỹ mới được. Có thể đi tới một bước này thì xem như đã đánh vỡ thần thoại rồi. Thành Hạo lên thượng giới rất là thuận lợi, con đường cổ xưa kia căn bản không có chút vấn đề gì với hắn, không cách nào ngăn cản được bước chân của hắn. Ra khỏi thập tự âm dương địa thì hắn chợt cau mày, bởi vì hắn cảm nhận rất rõ ràng, thiên địa này đã hoàn toàn khác, linh khí giảm mạnh, thậm chí là có chút mỏng manh nếu so sánh với trước kia, chênh lệch cả một đoạn dài. Thiên địa có biến, Thành Hạo vọt lên rồi bay về nơi xa, tiếp đó không lâu thì thấy được mây đen cuồn cuộn, lửa ác ngập trời, đó là một vật chất hắc ám ư, 3000 châu xa rồi, tất cả đều bị sinh linh hắc ám chiếm cứ hết ư. Hắn phóng mắt nhìn tới, đại quân hắc ám đang đẩy nhanh với một châu này, khí thế quét sạch thiên hạ. Sau đó Thành Hạo nhìn thấy được một vài sinh linh rồi mới tới thám thính, lúc này hắn giật mình nhận ra một chuyện. 3000 châu, một nửa đại châu đã rơi vào trong tay của sinh linh hắc ám, 1500 châu đã đổi chủ. Viện quân của tiên giới không thể ngăn trở được. Đồng thời gần đây chợt bùng phát một chuyện khiến cho nội tâm người người phải hoảng sợ, đó chính là sinh linh hắc ám và tiên vực đều ngừng chiến, tạm thời không khai chiến nữa. Thiên địa cắn trả, thời đại mạt phá tới rồi. Đó là lời nói đầy sợ hãi của một ông lão nói cho Thành Hạo biết. Trên thực tế không biết người đều biết đó là do khách của tiên vực nói ra. Bọn họ đã cảm ứng được điểm dị thường đầu tiên, và sau đó không lâu quả nhiên đã có kinh biến. Cửu thiên thập địa, những cổ địa này đang trôi dạt và như muốn hợp lại với nhau, quay về cùng một giới. Biến cố đáng sợ nhất chính là đại đạo cao xa, linh khí sẽ từng bước khô cạn và sẽ tiến vào thời đại mạt pháp không thích hợp cho việc tu hành, thậm chí là còn là thời đại vô pháp. Dù cho là sinh linh của tiên vực cũng sợ hãi và nghĩ đổi sách, sợ lan tràn vào trong tiên vực. Hơn nữa hiện tại sinh linh hắc ám cũng đã dừng lại, cũng đang do dự và quan sát. Hỏng rồi, Thành Hạo cau mày, việc này không thích hợp cho sự quật khởi của hắn. Thời đại tàn khốc nhất muốn tới, thế nhưng lại không thích hợp cho việc tu hành. Sinh ở đời này chính là bi ai nhất của sinh linh đương đại. Thành Hạo muốn thấu hiểu tường tình, tới tột cùng là vì sao lại tạo nên sự kiện khủng khiếp như thế này. Hắn muốn tìm người quen, tìm cổ nhân, và cũng muốn biết tình trạng gần đây của bọn họ tới cùng là như thế nào. Người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Tào Vũ Sinh. Tên khốn này có sư phụ có thể xem cổ kim tương lai, hiện giờ không biết như thế nào, sống hay chết. Năm đó chia tay, Tào Vũ Sinh cũng không hề ẩn giấu mà nói cho hắn biết nơi ẩn cư của mình với sư tôn, nếu như có chuyện gì thì có thể tới đó tìm hắn. Thạch Hạo không chịu hoãn nữa, hóa thành tiên điện biến mất tại chỗ. Đáng tiếc, đây là một sơn cốc vô cùng phổ thông, bên trong trống không chẳng thấy bóng người. Đáng vui nhất chính là vật chất hắc ám vẫn chưa có ăn mòn tới một châu này. Hắn đi cửu thiên chưa về, nhưng mà ngay cả sư tôn của hắn cũng không có ở đây. Thạch Hạo nghi hoặc, bên trong sơn cốc còn có nhà tranh, có động cổ, thế nhưng đều chẳng có ai. Với thực niệm đầy mạnh mẽ của hắn, thì hiện tại không một ai có thể giấu giếm được. Sau đó không lâu, thì Thạch Hạo đã tìm thấy được dấu vết do Tào Vũ Sinh lưu lại. Nó rất bí ẩn nhưng vẫn bị Thạch Hạo phát hiện. Dấu ấn hiện ra và Tào Vũ Sinh đang khóc lớn đầy biên thương, vô cùng thảm thiết. Thời đại hắc ám đã tới rồi, sư phụ của ta đang đi nghìn tiếp, không thể trở về nữa rồi. Thời đại mạt pháp đã tới, giống như những gì sư tôn đã dự đoán từ trước, ta sớm muộn gì cũng sẽ chôn sâu trong lòng đất, ta sẽ đi chọn một phần cho mình đây. Hắn lưu lại một đoạn như thế, Thạch Hạo ngây người, sau đó là cẩn thận quan sát dấu ấn này. Hắn đang phá giải để tìm xem Tào Vũ Sinh đi đâu, thật sự là muốn tự chôn bản thân mình ư? Dấu ấn bị phá giải bởi vì bên trong còn có mật chú mà Tào Vũ Sinh cùng với bằng hữu năm xưa đã ước định, thành ra có thể chiếm được tin tức ẩn giấu bên trong. Ta muốn đi vùng đất luân hồi, sư phụ nói nơi đó rất thích hợp để dưỡng thi, chính là vị trí ta chôn thân, tạm biệt mọi người nhé. Nhìn thấy những nơi này đáng lẽ sẽ phi cười, thế nhưng Thành Hạo lại cười không nổi, cảm thấy chua xót, thời đại chết tiệt này lại tới như thế, quá là đau buồn. Vùng đất luân hồi, Thành Hạo dựa theo tin tức chiếm được lên đường tìm kiếm. Theo như sư phụ của Tào Vũ Sinh nói, nơi đó có động phủ của luân hồi tiên vương, còn có lời đồn rằng vô trùng tiên vương cũng từng mở phủ đế bế quan nơi này. Cũng có lời đồn khác, đây cũng là vùng đất luân hồi chân chính, không hề có quan hệ gì với tiên vương cả, lại có mật địa như thế này. Với Thành Hạo thì khoảng cách có xa hơn nữa cũng không thành vấn đề. Vùng đất cổ này ở 3000 châu và cũng không thoát ly khỏi đại lục cổ này, thành ra dễ tìm hơn rất nhiều. Một đường tìm kiếm, rốt cuộc hắn cũng đã tới. Rừng rậm nguyên thủy, dãy núi rộng rãi, đi vào nơi sâu nhất có thể thấy được một vài gạch ngói vàng óng được giấu sâu trong tầng đất. Sơn mạch này không cách nào ngăn cản được ánh mắt của Thạch Hạo. Hiện tại hắn có thể nhìn thấu được nhiều thứ hơn, chính là nơi đây rồi. Hắn dừng lại ở phía trước một khu rừng nói, nơi đây có sương mù, có tinh khí đất trời tương đối nồng đậm. Tiếp đó là hắn lướt ngang tiếng người vào trong sương mù. Rất nhanh hắn đã xông qua các loại trận pháp, bước vào một vùng tịnh thổ bán phong ấn, cũng xem như là một thế giới nhỏ. Thạch Hạo nghĩ tới hàng loạt khả năng, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là một màn như trước mắt này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến cho bản thân kinh ngạc tới ngây người. Hắn nhìn thấy được Tào Vũ Sinh cùng với một con chó, cả hai đang chơi đùa bên trong. Tào Vũ Sinh kia cũng không phải là Tào Vũ Sinh trưởng thành, mà chỉ là tầm 7-8 tuổi, mập ú, trắng nõn và đang chạy trốn. Xảy ra chuyện gì thế? Thành Hạo ngạc nhiên vô cùng. Tào Vũ Sinh phản lão hoàng đồng à? Tại sao hắn lại biến nhỏ lại, quá non nớt mà? Phía sau hắn chính là một con chó to bằng bàn tay đang gào rú truy sát ở phía sau. Thành Hạo chấn váng, việc này quá là mất mặt. Một con chó chỉ to bằng bàn tay lại truy sát Tào Vũ Sinh, khiến cho hắn kêu là chạy mất dép. Người trả lại bánh bao nhân thịt rồng cho ta, đó là thứ để cho đại gia ngươi sống lại dùng đó. Còn chó nhỏ bằng bàn tay kêu gào, Thành Hạo hoàn toàn ngước liệm, bánh bao nhân thịt rồng. Quả nhiên hắn nhìn thấy được, nơi tay của Tào Vũ Sinh đang cầm một chiếc bánh bao trắng mịn, dù cho đánh chết cũng không buông tay và cũng không ngừng chạy trốn. Hắn muốn nhét vào trong miệng, thế nhưng con chó ở phía sau không ngừng há miệng công kích hắn.
chó chết. Mày đang lừa ai đó hả? Gì mà huynh đệ của vô chung đại thế? Gì mà tiên vương chuyển thế? Mày nghĩ tao là đồ ngốc hả? Chớ có chém gió, trả lại chẳng khác gì vứt bánh bao cho chó ăn à? Tào Vũ Sinh là hét. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thanh Hạo kinh ngạc. Người đào mộ trộm hả? Móc đại gia ta lên, ta sẽ thu ngươi làm nhân sủng. Còn chống chế nữa hả? Còn muốn lấy cắp bánh bao thịt rồng của ta? Hôm nay ta sẽ đun sôi ngươi luôn. Chó con đưa chiếc chân dài tới, đồng thời luôn miệng kêu gào. Thật ra nó còn không dài hơn bàn chân của Tào Vũ Sinh, thế nhưng lại đang đuổi giết hắn. Thanh Hạo há hốc miệng, tình huống gì thế này? Như Tào Vũ Sinh đã nói, hắn đi chọn mộ, kết quả đã đào ra một con chó con. Sư phụ của ta đã để lại trường sinh dược ở đây, nhất định đã bị con chó chết nhà mày ăn vụng rồi. Trước tiên mày cứ trả lại cái đã, nếu không bánh bao nhân thịt rồng sẽ không bao giờ trả lại. Nhân sủng, ngươi chọc tức ta rồi đó, nhận lấy trừng phạt đi. Thanh Hạo cảm thấy xấu hổ thay cho Tào Vũ Sinh, bị một con chó nhỏ còn nhỏ xíu truy sát và lại còn không ngừng hu hu khóc lớn. Tào Vũ Sinh phản lão hoàn đồng, hiện giờ cũng chỉ là tầm 7-8 tuổi, thân thể ục ịch, mặc bộ đạo bào, thế nhưng lại vô cùng linh hoạt, không ngừng trốn tránh. Tu vi của hắn hiện giờ rất là mạnh, hoàn toàn khác trước, thế nhưng lúc này lại không thể ngăn cản được. Tào Vũ Sinh bị luồng ánh điện kia bắn trúng liền hét thảm một tiếng, tiếp đó là bay trốn về trước. Vèo, con chó nhỏ bằng bàn tay nhảy lên đạp thẳng lên khuôn mặt tròn mập của Tào Vũ Sinh, nó nhè răng nhếch miệng đe dọa cùng uy hiếp hắn. Nhân sủng, ngươi dám cài chấn với ta à? Không biết sự lợi hại của bổn đại gia hả? Nó vẫy vẫy mạnh chiếc đuôi, đồng thời nhếch miệng lộ hàm răng trắng sữa trắng bóng. Ai biểu mày ăn trộm trường sinh dược mà sư phụ đã trồng ở đây chứ? Hiện tại hòa nhau, Tào Vũ Sinh hét lớn, bản tọa không phát uy thì ngươi cho rằng ta là nhân bánh đậu à? Chuyện gì cũng từ từ hắn nói, đừng có động chân động tay. Tào Vũ Sinh buồn bực thỏa hiệp, nên biết đây cũng chỉ là một con chó con bằng bàn tay, thế nhưng lại có thể đứng bên trên dương mặt cùng hắn. Hắn sợ bị con chó con kia đánh, Thạch Hạo không thể không quan sát nổi nữa nên âm thầm xoay người rời đi. Hắn cảm thấy tà mập này chẳng có chút khí phách gì cả. Ủa, ngươi là ai? Tà mập muốn khóc thật lớn, thế nhưng con chó này không hề cho hắn mở miệng, vẫn nhè răng chất vấn Thạch Hạo là ai, tới từ đâu. Cứ thả hắn ra trước cái đã, Thạch Hạo lên tiếng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn chẳng biết nói gì cho phải. Tà mập, một tên xấu tính thiếu đạo đức là bị hành hạ tới mức này. Nhưng hắn cũng có chú ý tới được, con chó con này không hề tầm thường, trên người của nó còn có sự tang thương của năm tháng, khiến cho Thạch Hạo cảm nhận được sự nguy hiểm. Đang khi nói chuyện thì móng vuốt của con chó này di chuyển qua sau ót của Tào Vũ Sinh, võng chủng chỉ hơi dùng sức chút là có thể đâm thủng vào trong. Tào mập trắng xanh mặt mày, con chó chết bầm này hắn từng lĩnh giáo qua nên vô cùng sợ hãi, sợ nó sẽ giải quyết mình. Thanh Hạo mỉm cười tiến về trước để cho con chó con này càng phải cảnh giác hơn. Móng vuốt đè chặt cái trán của Tào Vũ Sinh xuống tới mức chảy cả máu. Được rồi đó, Thanh Hạo lên tiếng. Hư không xuất hiện cơn gợn sóng, toàn bộ càn khôn hiện lên một tràng vật khó tả giam cầm nơi này. Tào Vũ Sinh nghe dại, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức bằng bạc, uy thế nói như vậy chỉ có trên người của đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh mà thôi. 30 năm trôi qua và vị cố nhân này đã trưởng thành tới mức độ này, Tào Mập cảm thấy thần kinh suy nhược, cảm thấy không chân thật chút nào. Ôi trời ơi, yêu quái, tên nhóc này lớn bao nhiêu chứ? Trong khí tức huyết thống của ngươi rất là nhỏ, rõ ràng là một tên nhóc chưa đủ trăm tuổi hy mũi chưa sạch, làm sao có thể bước vào lĩnh vực này? Chó con hét lên, đồng thời nó rất là thẳng thắn thả ra Tào Vũ Sinh, ánh mắt nóng rực đứng trên mặt đất nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, bởi vì vừa rồi hắn đã lộ ra uy thế chí tôn, kết quả chó con đầy kỳ lạ này cũng không hề bị áp chế, hành động vẫn như bình thường. Nếu là người bình thường thì sớm nơm nớp lo sợ, nằm sấp trên mặt đất rồi. Dù cho hắn không có nhắm vào Tào Vũ Sinh, chỉ là phong tỏa vùng thế giới này, nhưng cũng chưa đủ khiến cho Tào Mập không cách nào động đậy nổi và nằm im một nơi đó tự nhiên là hóa đá vậy. Thành Hạo thu lại khí tức không có lan tràn ra nữa. Hắn đang quan sát con chó con kỳ quái này, chớ có giật mình. Đối thủ năm xưa của bổn vương là người nào chứ? Người nghĩ cũng không dám nghĩ tới đâu. Chó con cười tê tuét. Tào Vũ Sinh không cam lòng, con chó con khốn kiếp này lại muốn tự xưng là bổn đại gia với hắn. Hiện giờ nhìn thấy Thành Hạo lại dùng bản vương để xưng nữa chứ? Cậu thí vương thì có. Tào Vũ Sinh nhanh chóng đứng dậy rồi chạy trốn về phía của Thành Hạo, cách rất xa con chó này. Ồ, quên giới thiệu mất, ta chính là đệ nhất tiên vương thời tiên cổ. Chó con giới thiệu như thế, Tào Vũ Sinh không nói gì cả. Mới vừa rồi còn cảm thấy nó rất là kiêm tốn, không cần nói là bổn đại gia nữa. Nhưng lúc này phát hiện thứ được gọi là bổn vương lại càng khoác lác hơn, còn tự phong mình là tiên vương nữa chứ. Thành Hạo lộ vẻ kỳ quái, con chó này chẳng hề hợp thói gì cả. Nhóc con, với tuổi tác của ngươi mà có sức chiến đấu cấp chí tôn, thật không bình thường nha. Có phong độ của bổn vương năm xưa, trẻ nhỏ dễ dạy, bái ta làm thầy đi, ta sẽ truyền cho ngươi đại pháp vô thượng. Chó con ngẩng đầu với dáng vẻ bệ nghệ thiên hạ. Thành Hạo muốn đạp bay nó, con chó này cài chấn thật đó chứ. Tào Vũ Sinh há miệng nhưng chẳng biết nói gì cho phải. Hắn có một luồng kích động muốn đánh tơi bời con chó con này, thế nhưng chưa kịp hành động thì nó đã bị con chó này hành động trước rồi. Nó triển khai một loại bí pháp lẻn tới trên đầu của Tào Vũ Sinh rồi ngồi bên trên đỉnh đầu đó. Nó nghiêng cổ nhìn Thạch Hạo, dùng sự cao quý này để không cần phải ngẩng đầu nhìn người khác. Tức chết đi mà, con chó chết tiệt này đà đà lớn tới còn leo lên đầu ngồi nữa chứ. Ông mày liều mạng với ngươi. Tào Mập cuốn lên bị đạp lên mặt rồi giờ lại ngồi lên đầu. Hắn phát hiện không cách nào lay chuyển được, chó con ngồi vững vàng trên đỉnh đầu, thứ được gọi là bảo thuật hào quang rực rỡ đều không thể chém được nó. Nhược sủng, ngoan ngoãn một chút đi, chớ có tốn khí lực làm gì. Ngươi không thấy tên nhóc chỉ tôn này cũng không thể làm gì được bổn vương à? Ta chính là chuyển thế chân thần của thiên vương, tuy rằng đạo hạnh đã không còn, thế nhưng thân thể vẫn chắc bất hủ. Dựa vào thân thể phàm thai của ngươi thì dù cho có dùng mọi khí lực từ lúc bú sữa cũng không làm gì được ta. Chó vênh vằng đắc ý, đồng thời nó cũng làm ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, móng vuốt gõ gõ lên đầu của Tào Mập để dạy dỗ hắn. Tào Vũ Sinh muốn chửi Tục Văn Thề ăn hiếp người quá đáng, còn chó này muốn phản trời rồi mà. Đừng nghịch nữa, sau này ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm đồ tôn.
truyền cho ngươi tiền pháp vô thượng. Chó con sờ sờ cái đầu của hắn, làm dáng vẻ dạy bảo đứa trẻ. Tà Vũ Sinh xuất hiện mọi bảo thuật nhưng đều vô dụng. Tuy rằng kiếm khí ngang dọc, thế nhưng chém mãi chẳng thể được gì. Mặt mày của hắn đỏ bừng, gần như bị chó con chọc tức điên. Đã từng là chân thiên thể, đạo hạnh mất hết và rơi vào bộ dáng này. Thành Hạo hỏi, đã nói rồi, ta là đệ nhất tiên vương. Chó con ngồi trên đầu của Tà Vũ Sinh nói. Chứ cứ thả hắn ra cái đã, rồi chúng ta cùng nói chuyện. Thành Hạo có rất nhiều nghi ngờ với con chó này. Hắn hiểu rõ sinh linh này không hề đơn giản chút nào, hơn phần nữa là thiên thể thoái hóa mà thành. Vèo, chó con nhảy lên một bàn đá không xa, rồi hướng về Thạch Hạo một tiếng nói. Thạch Hạo ngồi bên trên đung đá rồi đánh giá nó, thế nhưng lại không cách nào nhìn thấu được. Trên người nó còn có một tầng sức mạnh thần bí ngăn cản sự quan sát của hắn. Vô trùng tiên vương là huynh đệ của ta, luân hồi tiên vương là sư đệ của ta. Căm hận thế gian vì không có một đối thủ nào cô quạnh khó chịu đựng, nên tự chế một đao. Chó con nói như thế. Tìm cái nồi làm thịt nó. Tà Vũ Sinh tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Nhân sủng, bổn vương đang nói chuyện, té sang một bên đi. Chó con cảnh cáo. Chó con dài bằng bàn tay với bộ lông đỏ sậm khiến cho người khác cảm thấy đã trải qua vô tận năm tháng, thế nhưng một luồng sinh cơ lại đang ngập tràn cơ thể. Điều này có chút mâu thuẫn, đó tự như là ông lão và lại tự như vừa mới chào đời. Thạch Hạo phán đoán khả năng là một lão yêu tinh sống từ thượng cổ tới giờ. Chỉ bởi vì đạo hạnh mất hết mà thân thể vẫn mạnh mẽ như cũ. Dựa vào đâu để chuyển thể sống lại, cơ bản hắn không hề tin. Người tin mấy lời nhảm nhí của con chó ghẻ này đúng không? Tào Vũ Sinh không cam lòng, rất muốn Thạch Hạo bắt nó lại. Hắn chịu đủ lắm rồi, có điền mới đi tên con chó này. Ngay cả trường sinh dược mà sư phụ hắn để ở đây cũng bị con chó này ăn mất. Vậy bà không biết gì, tự xưng mình là tiên vương. Thật sự là ngươi đã đào nó từ dưới lòng đất lên à? Thành Hạo hỏi Tào Vũ Sinh. Ừ, mộ huyết kia đã tồn tại vô số năm, ai biết khi đào tới phần sâu nhất thì lại lòi ra con chó ghẻ này chứ. Tào Vũ Sinh căm giận nói. Ta cảnh cáo ngươi, còn dám gọi ta là con chó ghẻ thì ta sẽ làm thịt ngươi ngay và luôn. Chó con trừng mắt nghe răng dọa nạt. Chúng ta cũng nên công bằng chút thì hơn, chớ có giấu giếm gì nữa. Thành Hạo thì nhìn con chó rồi nói. Chó con lộ vẻ khác thường nói. Ngươi có thể nói cho ta những điều gì, sẽ là những tin tức có giá trị ra sao? Ta từng thấy một góc của tương lai, có một con chó đen đắc đạo thành tiên và luôn đuổi cắn theo sau một tên đạo sĩ mập. Thành Hạo bình tĩnh nói. Tào Vũ Mập tương lai rất là mạnh, đã trở thành chân tiên, thế nhưng ngay cả đều bị con chó đuổi cắn, đủ chứng minh nó là kỳ hoa rồi. Nhưng chuyện này lại là sự thật. Lúc bên trong mài táng địa ở biên hoang, thì Thành Hạo bất ngờ gặp phải một số chuyện và đã thấy được Tào Vũ Sinh của năm tháng trong tương lai. Cái gì? Người nhìn thấy à? Chó con lần đầu tiên biến sắc, bộ lông đỏ sậm cả người run rẩy, lỗ tai cụp xuống, chiếc đuôi dựng ngược, ánh mắt đầy bất liên. Ồ, người cũng biết à? Thành Hạo ngẩn người rồi chợt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn chằm chằm nó rồi bắt đầu suy tư. Người chính là cậu vương thời tiên cổ hay là chó đen tới từ tương lai? Thành Hạo đột nhiên nói như thế, bởi vì hắn có chút hoài nghi. Cái gì? Tào Vũ Sinh há hốc miệng, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Hắn làm sao mà tin được một con chó ghẻ đào từ dưới lòng đất lên lại có khả năng tới từ tương lai? Người đang cố tình khiến cho chúng ta nghi hoặc, để chúng ta nghĩ lầm rằng người tới từ tiên cổ và bị chôn vùi ở đây. Thành Hạo nhìn chằm chằm nó. Người trẻ tuổi, suy nghĩ cũng không có ít đó chứ. Thích suy nghĩ lung tung như thế, dễ tẩu hỏa nhập ma lắm đó. Chó con màu đỏ đậm chậm rãi nói. Chẳng lẽ không đúng à? Thành Hạo nhìn chằm chằm nó. Người đã từng thấy qua ai sống ở quá khứ và có thể nghịch chuyển thời không không hả? Chưa từng có, dù cho là tạm thời trở về quá khứ thì cũng không thể thay đổi được gì. Ta nếu như từ rất nhiều năm sau trở lại đây thì dính dáng tới nhân quả to lớn, như vậy sẽ không dám nhiều lời. Nếu như cố ý gây ra hành động gì với người ở đây, vậy chắc chắn sẽ là lực đổ vạn cổ. Chó con bình tĩnh nói. Vậy thì nói rõ chân thân của ngươi đi. Thành Hạo bình tĩnh tranh luận với nó. Ta có quan hệ rất tốt với vô trung tiên vương, nhưng thời tiên cổ ta đã có bị thương nặng, bị một thanh chiến mâu của dị vật đâm thủng xương sọ. Lúc đó thân thể của hắn phải chết và được mai táng ở vùng đất luân hồi này. Hiện giờ đạo hạnh giảm mạnh, thế nhưng vẫn tính là sống lại. Chó con bình tĩnh nói. Ta Vũ Sinh há miệng muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng sủng chớ có làm phiền ta. Ông đây bị ngươi dùng chiến mâu đánh lén và đâm thủng nguyên thần, rất nhiều chuyện đã quên rồi. Nguyên thần vỡ vụn và một phần được bảo lưu chỉ có hạn, vả lại ta luôn được chôn dưới đất và chập miên ở nơi đó, không có chuyện gì tự dưng lại tới đào mã trộm mộ ta làm gì? Đã đánh gãy quá trình lột xác của ta có biết hay không? Chó con hùng hồn quậy trách Tào Vũ Sinh, khiến cho hắn chuẩn bị lên tiếng thì chỉ biết nuốt trở lại. Người chính là sinh linh của cổ đại, từng chứng kiến qua một góc tương lai mà vừa nãy ta mới nhắc. Khi nói tới con chó đen kia thì vì sao lại không thể bình tĩnh được? Thạch Hạo đặt câu hỏi. Bởi vì không chỉ có mình ngươi có thể thấy được một góc trong tương lai. Năm đó lúc ở tiên cổ thì các tiền bối đại năng của chúng ta cũng từng suy diễn qua và cũng từng thấy qua. Chó con chậm rãi nói. Nó nói thẳng, lúc ở tiên cổ thì bộ lông của nó có màu đen, sau đó dần dần lớn lên và đi vào tuổi già thì bộ lông dần chuyển xám sang màu đỏ sậm. Được rồi, ta đi cùng với vô trung tiên vương, ta chỉ là chân tiên chứ không phải là vương. Nó nói thêm chút nữa, năm xưa vô trung tiên vương tu luyện pháp tắc thời gian và nắm giữ đại đạo năm tháng, từng bói một quẻ cho tương lai. Chúng ta nên nói rõ hơn, Thành Hạo lên tiếng. Mặc kệ ngươi là tương lai hay là tiên cổ, có gì nên nói thì nói hết ra đi, chớ có gạt người nữa. Ta Vũ Sinh kích động, có thể nói một chút, thế nhưng chỉ sợ sẽ khiến cho các ngươi thất vọng thôi. Ta bị người ta đánh giết, dấu ấn nguyên thần bị đánh tan, giờ cũng chỉ còn lại chút xíu mà thôi. Thành Hạo ở lại đây 2 ngày liền để cùng trò chuyện với chó con. Ta Vũ Sinh muốn tới gần, thế nhưng mỗi lần như vậy đều bị con chó kia vuốt đánh sang một bên. Tại sao ngươi lại biến nhỏ như thế? Sau khi trò chuyện xong với chó con thì Thành Hạo quay sang hỏi Tào Vũ Sinh. Không cẩn thận ăn phải canh bánh bao nhân thịt rồng rồi lại thêm vài cây di tảo, lúc này chợt nhỏ đi thôi. Tào Vũ Sinh cổ não.
Khóe miệng của Thành Hạo co rúm lại, đây nhất định là vận may lớn giúp cho hắn phản lão hoàn đồng. Đây có thể gặp không thể cầu đối với những tu sĩ khác. Vốn là ta muốn ăn trường sinh dược, kết quả chẳng có nữa rồi, Tào Vũ Sinh tức giận. Lúc này cho con cũng nói thẳng, quả thật nó đã ăn trường sinh dược rồi, nếu không lúc bị đào lên như vậy thì đã sống không còn được bao lâu nữa rồi. Người trả trường sinh dược lại cho ta, Tào Vũ Sinh tức giận. Bánh bao nhưng thịt rồng bà ta thích ăn nhất, ít nhất đã mất đi ba cái, cho con nhớ răng. Thành Hạo quyết định rời đi nơi này, đã gặp được cổ nhân rồi nên hắn muốn đi tìm hiểu sinh linh hắc ám, muốn tìm hiểu vì sao thế gian này lại phải tiến vào thời đại mạt pháp. Ta cũng muốn đi cùng với ngươi, Tào Vũ Sinh kiên định, dù cho đánh chết thì hắn cũng muốn tự cho mình ở nơi này, nếu không ở chung với con chó này thì thật quá là tội lỗi. Ta cũng muốn đi, nhìn xem thử thế gian của hiện tại ra làm sao, cái gì mà sinh linh hắc ám chó má chứ, để ta đi thu chúng làm đầy tớ, chó con là hết. Bọn họ rời đi và quay trở lại Ba Ngàn Châu, vừa tìm hiểu tình hình vừa tỉ mỉ thảo luận, thời đại ma pháp nhất định sẽ tới, không thể nào đảo ngược được, đây chính là kết quả sau khi ba người nghiên cứu được. Vật chất hắc ám đã ăn mòn Ba Ngàn Châu, một nửa ranh giới đã rơi vào trong tay của sinh linh hắc ám, trên cửu thiên cũng như thế, đều mất đi non nửa cương vực rồi, Tào Vũ Sinh thở dài, cửu thiên thập địa toàn thể đều như thế, hiện giờ có nửa cương vực rơi vào trong tay của sinh linh hắc ám, còn có những cứ điểm, những thành trì được xây dựng không? Thành Hạo kinh ngạc, bên trong một tài khu vực còn có xây dựng nên các điểm căn cứ bước tiến của sinh vật hắc ám, còn có một vài cường giả phụ trách trấn thủ, vương gia phụ trách trấn thủ khu vực này, Tào Vũ Sinh nói, hắn nhìn thấy được cây cờ lớn bên trên thêu lấy chữ vương đầy bắt mắt, chính con rồng vương gia, trong mắt của Thành Hạo lộ vẻ lạnh lẽo, năm đó hắn từng bị chính con rồng này ép cho đầy chật vật, đã có người trong chính con rồng tự mình xuất mã đi giết hắn. Vương gia, đoán chừng cũng tăng rồi, cũng từng tìm nơi ẩn cư của sư phụ ta và mời người gieo quẻ, đáng tiếc đã tới chậm một bước, lúc đó sư phụ ta đã không có ở đó rồi, Tào Vũ Sinh nói, có vài người của vương gia từng nhiều lần tìm tung tích của Tào Vũ Sinh, muốn cưỡng ép uy hiếp tính mạng để cho khi sư phụ của hắn trở về. Lâu rồi không gặp, vậy thì tới cứ điểm của vương gia trấn thủ vậy, Thành Hạo nói, khả năng chính con rồng ở nơi đây, lúc trước Vương Trường Sinh cũng từng tới đây, Tào Vũ Sinh nhắc nhở, thế nhưng nhanh sau đó hắn liền tỉnh ngộ, hoàng đã quật khởi, không sợ chí tôn, không sợ chính con rồng. Ta rất nhớ và muốn gặp chính con rồng này, Thành Hạo lên tiếng. Bên phía dãy núi này cổ thụ che trời, xanh một màu, ngập tràn sinh cơ, chim bay cá nhảy thi thoảng sẽ thấy được. Mà phía bên phía dãy núi, hắc khí bao trùm, hết thảy cỏ cây hoa lá đều hóa đen, ngay cả các loại âm thanh cũng đều biến mất, vô cùng tĩnh mịch. Bên phía dãy núi còn có xây dựng thành trì, một cứ điểm vô cùng to lớn tọa lạc nơi ấy, nó rộng lớn bằng bạc trấn áp biên cảnh. Ồ, tiểu đạo sĩ này khá là quen mắt nha. Lúc này trong phố chợt có người nhận ra Tào Vũ Sinh và lộ vẻ kinh ngạc. Hắn mở ra bức tranh và cẩn thận đối chiếu thì lập tức ngây dại và kinh sợ. Tên mập mạp này sao lại giống với Tào Vũ Sinh, Tào Mập Vũ Sinh như thế này? Thành Hạo kinh ngạc, 30 năm trôi qua và Tào Vũ Sinh đã thành danh tới mức này, vừa mới tới đã được người nhận ra rồi, là người của vương gia, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm ta, muốn giam cầm rồi ép sư phụ ta xuất hiện, kết quả đã bị ta bẩn cợt tới mấy lần rồi, Tào Vũ Sinh hơi hợt nói. Thế nhưng Thành Hạo hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, theo như tính cách của tên mập này thì khi bị người lùng bắt, thủ đoạn phản kích của hắn chắc chắn rất là khốc liệt, sẽ lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho đối phương, cho nên mới sẽ bị truy sát bằng sóng khắp nơi như vậy. Người kia chặn lại đường rồi, nhìn chằm chằm Tào Vũ Sinh, hiển nhiên là một cao thủ. Người chính là Tào đạo trưởng, hắn nhẹ nhàng hỏi. Hoài nghi làm chi, chính là đạo gia nhà ngươi nè, Tào Vũ Sinh vô cùng thẳng thừng, chẳng hề giống như trước đây sẽ xoay người bỏ chạy, dù cho tới nơi này là cứ điểm do vương gia phụ trách thì hắn cũng không hề kinh hoàng, bởi vì hiện nay bên cạnh hắn chính là Thạch Hạo. Ha ha, xin chào đạo gia, chủ nhân nhà ta rất nhớ người đó, người này nở một nụ cười đầy sâu xa, mặc dù hắn biết Tào Vũ Sinh rất lợi hại, thế nhưng chẳng hề hoảng sợ chút nào, bởi vì đây chính là địa bàn của vương gia, Tào Mập dám xông vào tận nơi đây thì không chết cũng sẽ bị lột da, nơi đây tiếp giáp với cứ điểm rất gần, chỉ cần hơi hét lớn thì cao thủ của vương gia sẽ ra hết, vả lại sẽ còn có đại trận để phong tỏa, ai có thể đào tẩu chứ. Chưa kịp chờ Tào Vũ Sinh lên tiếng thì chó con đã mở miệng nói. Nhân sủng, còn đứng ngay ra đó làm gì? Vùng móng vuốt đánh bay nó cho ta. Tào Vũ Sinh tức giận, con bà nói chứ. Con chó ghẻ này luôn miệng gọi mình là nhân sủng, ngày trước mặt mọi người dám nói như vậy. Nhưng hắn chẳng hề để nang gì người của vương gia cả, nên chuẩn bị động tay động chân. Những năm gần đây hắn đã nhẫn nhịn lắm rồi, liên tục trốn tay trốn đông, thậm chí còn xém tí nữa đã tự chôn thân mình, đã bị ép tới cùng đường mạt lộ rồi. Một con chó con lại biết mở miệng nói tiếng người luôn, mới nhỏ mà đã mở linh trí rồi, cũng bất phàm đó. Người kia điềm nhiên nói. Kết quả rầm rầm, Tào Vũ Sinh cùng chó nhỏ gần như ra tay cùng lúc, một người đánh một người, cào đánh thẳng lên trên mặt của tên này, khiến cho hắn xoay tròn ba vòng, mặt mày đều biến hình. Người dám làm càn ở cứ điểm, cao thủ của vương gia vừa giận vừa sợ. Có câu, đánh chó phải ngó mặt chủ, nhưng hôm nay ta đánh thẳng con chó săn nhà ngươi thì làm sao hả? Tào Vũ Sinh nói. Kết quả chó nhỏ tức giận từ mặt đất nhảy lên tận nửa mét rồi cắn vào cánh tay của Tào Vũ Sinh một cái. Đám người đứng xung quanh ngỡ ra rồi chẳng biết nói gì nữa. Đây đúng là đứng trước mặt hòa thượng chửi ngươi là đồ chọc mà. Buông tay, nhả miệng ra, Tào Vũ Sinh đau đớn hét toáng lên. Hắn dùng tay hất hất, thế nhưng chó con vẫn cắn chặt như cũ, thì chút nữa là đã cắn lìa da thịt của hắn đi mất. Ngay cả Thành Hạo cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ một câu này đã hoàn toàn kích thích con chó con kia. Tiền sự nó, ngươi còn dám mắng ta nữa à? Chó con ghe răng ra sức cắn xé, Tào Vũ Sinh đau tới mức nước mắt sắp chảy dài. Còn chó ghẻ này lại sử dụng bí thuật khiến cho cơn đau nhất tăng lên gấp trăm lần. Hắn không nhịn được chửi bới nói, ai biểu các câu tục ngữ trên thế gian này đều liên quan tới chó chứ? Có phải đời ngươi trước đã làm đủ trò xấu nên mới bị người khác nhắc tới? Việc khiến người há hốc miệng chính là, còn chó con nhả ra rồi
thật lòng suy nghĩ tự nói, rất có thể đám ngu si đó đố kỵ với ta, cho nên mới lưu lại một ít danh tiếng không tốt của ta trên thế gian đó. Mọi người cứng đờ, con chó này đang tự luyến hay là ngu ngốc đây? Là nội chiến ư? Nhưng cơ hội này tên cao thủ Vương gia xoay người bỏ chạy, đồng thời triển khai bí thuật truyền âm cho tộc nhân của mình. Rất nhanh hắn đã nhận lượt đời đáp trả. Tà Vũ Sinh, ngươi cũng dám xuất hiện à? Nhưng lúc này chợt có tiếng hét lên tựa như là sấm truyền tới. Đó là hai tên lão bọc thân mặc áo xám, tự nhiên là hai tia chớp xám bổ nhào xuống, hiển nhiên là cao thủ đỉnh cấp của Vương gia. Hai người này năm xưa từng hầu hạ qua Vương Trường Sinh, là tôi tớ của hắn, hiện giờ đã được thả ra ngoài, mang hắn tới đây dập đầu lĩnh tội. Bên trên một tiểu lâu cách đó không xa chợt có thanh âm truyền ra, giọng nói cũng không phải là già nua, tựa hồ vẫn còn trẻ tuổi. Bên trên lầu đó còn có không ít người, thân phận đều không có tầm thường, có người của thế gia Trường Sinh, còn có sinh linh của gia tộc lớn Tiên Vật, tất cả tới đây đều để mua pháp khí hắc ám. Tưởng là ai, hóa ra là trưởng tôn của Vương Trường Sinh, nóng tính như thế, tự đại vậy. Thế nhưng người nói ta dập đầu lĩnh tội à, để ta xem ngày hôm nay người có tè ra quần tiếp đón đạo gia không. À, chó mất chủ mà cũng dám gan tàn à? Trưởng tôn của Vương Trường Sinh chậm rãi nói. Đừng nói là ngươi, dù cho có chín con trùng có tới cũng không đủ nhé. Tà Vũ Sinh cười khẩy. Tức giận hơn chính là chó con kia, sau khi nghe được lời nói của trưởng tôn Vương gia thì chợt nổi giận, nó sủa lớn. Nhóc con, ngươi chết chắc rồi, trên trời dưới đất không một ai cứu được ngươi đâu. Khà khà, ta nói tên tà đạo trưởng kia tương tự như chó mất chủ. Ủa, làm sao ngươi lại tức giận thay thế? Ta thấy là à nha, thì ra là một con chó con. Trên tiểu lâu gạch vàng truyền ra một tiếng cười nói. Ha ha, nhiều người trên tiểu lâu cười lớn, nơi đó là một đám công tử ca, là đệ tử của thế gia đỉnh cấp và cũng có truyền nhân của đại giáo bất hủ. Ngoài ra còn có tiếng cười khẽ của cô gái, tuy rằng không thấy bọn họ, thế nhưng tất cả đều trong tiểu lâu có thể tưởng tượng ra được, một đám khi nghe thấy từ ngữ như vậy thì đều buồn cười. Chó con, ngươi bị chế nhạo rồi kìa. Tà Vũ Sinh xoay người cúi đầu nhìn chó con. Lúc này chó con mở to cặp mắt đầy tức giận, trong lỗ mũi phun ra khói trắng, nghiến răng nghiến lợi nói. Dốc con, ngươi chết không được đâu, thế nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, sống còn khó chịu hơn chết đó. Tuy rằng lai lịch không hề rõ, thế nhưng tính khí của con chó này chẳng phải hiền lành dữ, nó muốn trả thù. Nhận sủng lên đi, lên bắt chúng lại đây cho ta, chó con hô lên với Tà Vũ Sinh. Tuy rằng chỉ to lòng bàn tay, thế nhưng tốc độ của nó cực kỳ nhanh, khiến cho người khác không cách nào phản ứng được. Nó xuất hiện bên trên đỉnh đầu của Tà Vũ Sinh. Bà nội nói chứ, ngươi đi xuống cho ta, anh danh một đời của đạo gai ta đã bị phá hủy trong tay của ngươi. Tà Vũ Sinh tức giận dùng sức kéo nó xuống, làm gì cũng vô dụng, bởi vì con chó này có lai lịch cực lớn, dù cho đạo hạnh đã thoái hóa thế nhưng thân thể vẫn mạnh mẽ tới mức không có gì để nói. Nó đang ngồi nơi đó mặc cho người khác dùng thần binh lợi nhất công kích cũng không thể chém được. Chó con ngồi trên đầu của Tà Vũ Sinh tự nhiên là cây mọc rễ, không thể lay động được. Nhân sủng, lên cho ta, chó con hét lớn. Tất cả mọi người gần như đó như muốn ngất xỉu, mấy người này có lai lịch như thế nào vậy, ngay cả một con chó nhỏ mà cũng ngông cuồng như thế, và lại còn đang nội chiến nữa chứ. Tiếng cười vang từ trên tiểu lâu truyền ra, rất nhiều người đang cười lớn. Ông đội ngươi, con chó ghẻ này, đi xuống cho ta. Tà Vũ Sinh lấy bàn tay mập mạp của mình ra sức kéo. Đi, chó con lại hét lên một tiếng, thân thể của nó phát sáng, bộ lông màu đỏ chói lóa mang theo Tà Vũ Sinh bay lên, nhắm về phía tà tiểu lâu kia. Hai ông lão áo xám phía trước hai mắt nhìn nhau chứ không hề ngăn cản gì, bọn họ muốn bắt lấy tên tà mập này, hiện tại tự tới tận cửa. Thả ta xuống, Tà Vũ Sinh ra sức dễ dụa. Đừng nhúc nhích, đây chính là ngự nhân thuật, hiện tại ngươi tự nhiên là một phi kiếm hình người vậy đó, chó con nói. Rầm rầm, đám người vây quanh bên ngoài tử lâu để xem trò vui, tất nhiên Thành Hạo cũng đi theo. Tới cảnh giới như hắn thì dù cho có đứng trước mặt mọi người thì cũng không một ai có thể nhìn thấy sâu cạn được. Một người một chó vừa đánh nhau vừa lao tới trên tử lâu, cứ thể tiến lên tầng thứ 10, tầng cao nhất. Đây là một gian phòng rộng lớn với nhiều phòng khách, tỏa ánh sáng lung linh, tinh khí nồng đậm, cả tòa lâu đều là pháp khí thích hợp cho việc ở lại tu luyện. Trưởng tôn Vương gia Vương Thiên sớm đã đi ra ngoài và đứng nơi đó dõi mắt nhìn Tà Vũ Sinh cười lớn nói. Tà đạo trưởng, Vương Thiên xin nghênh đón ngươi, nơi đây còn có không ít người, người trẻ tuổi chiếm đa số, đương nhiên cũng có một phần tu sĩ tiền bối đều đang quan sát kịch vui. Đạo trưởng, tình cảnh của ngươi rất là đáng lo đó, một con chó con lại làm mưa làm gió trên đầu của ngươi, nếu không hay là gia nhập Vương gia ta đi. Trưởng tôn Vương gia Phương Thiên ôn hòa nói. Rất nhiều người nở nụ cười, Tà Vũ Sinh dáng vẻ có chút chật vật, một vài thiếu nữ che miệng cười trộm cũng vẻ châm biếm, tên này kém xa những anh hùng thiếu niên trong mắt của các nàng. Vương gia à, ta không với nổi, Tà Vũ Sinh lạnh giọng nói. Hắn vốn còn muốn ở bên ngoài phát uy, kể cả là con chó này tính quá nóng nảy muốn cuốn lấy hắn, kết quả chả còn uy nghiêm gì cả. Về phía chó con, nó đang bận lầu bầu vận công. Đây là chó do đại trưởng nuôi à, cũng đáng đồng tiền bát gạo đó, đáng yêu thật nha, giống gì thế, mới nhỏ mà đã mở ra tuệ quan rồi, hôm nào ta cũng phải nuôi một con mới được, Vương Thiên cười nhẹ nói. Nhìn thì hiền hòa nhưng thật ra là đang chế nhạo Tà Vũ Sinh, nhưng hắn không biết làm như vậy cũng là đang kích thích chó con, hoàn toàn đắc tội nó rồi. Khốn kiếp, chó con gào lên một tiếng và để lại một chuỗi bóng mờ trong hư không, tiếp đó là bốp, vuốt chó đánh thẳng lên trên mặt của Vương Thiên, quá nhanh, cơ bản không thể tránh né được. Mọi người ở đây cũng chỉ có mỗi Thành Hạo là thấy rõ, những người khác không cách nào bắt kịp. Vuốt chó này vừa vang dội lại cũng rất đẫm máu, bởi vì nó quá là sắc bén. Vuốt nhỏ vả lên mặt của Vương Thiên khiến cho hắn lảo đảo một cái, tiếp đó là văng ngược sang ngang, đập thẳng lên trên một chiếc bàn đá. Đồng thời trên mặt của hắn xuất hiện đầy vết máu cào mang theo máu, đó là vuốt chó lưu lại. Tất cả mọi người đều ngây người, không nghĩ tới chỉ là một con chó con, mà sao lại chỉ chọc giận lại độc ác như thế, đánh bay cả trưởng tôn Vương gia. Nên biết đây chính là trưởng tôn của thế gia Trường Sinh, nhìn nhã nhặn nhưng thật ra lại ẩn chứa thần lực khủng khiếp. Một khi ra tay thì không ai là đối thủ. Hắn chính là cháu ruột của Vương Trường Sinh, được bồi dưỡng trong rất nhiều năm, ra ngoài kỳ cực kỳ ít, thực lực thì phi thường mạnh mẽ. Mấy người bọn họ vô cùng khó tin, chỉ vừa thấy mặt đã là một con chó to bằng bàn tay, đập cho nó xịt máu bay ngược sang ngang. Tới đây thì cũng hết nội dung của tập hôm nay rồi. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình và nhận thông báo cho tập sau nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.